Thưa quý vị và các bạn, người lao động trong ngành y tế là những người đang thực hiện những công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho con người khỏi bệnh tật hay tất cả những yếu tố có nguy cơ gây hại đến con người. Đây là ngành nghề có tỷ lệ tiếp xúc rất cao, có nguy cơ phơi nhiễm với rất nhiều yếu tố gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, an toàn lao động trong ngành y mang ý nghĩa rất quan trọng. Mười sáu năm công tác tại lĩnh vực hồi sức cấp cứu, bác sĩ Khôi, phó trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã từng gặp phải rất nhiều trường hợp khẩn cấp mà các y bác sĩ buộc phải quên đi những nguy cơ phơi nhiễm có thể gặp phải, đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu. Thì đối với chúng tôi thì đã xác định làm cấp cứu thì nó có cái đặc thù là cần phải nhanh chóng, khẩn trương và kịp thời, tích cực. Do vậy là thấy bệnh nhân mà đang có vết thương chảy máu, thậm chí những ca ngừng tuần hoàn có rất nhiều nguồn phơi nhiễm từ dịch tiết của bệnh nhân suy hấp nguy kịch, thì đôi khi anh em chưa kịp trang bị cho mình những biện pháp bảo hộ, ví dụ như là đeo găng tay, đã phải ngay lập tức lao ra cấp cứu cầm máu các vết thương cho bệnh nhân. Đã có những trường hợp là khi bệnh nhân ổn định đưa vào các khoa khác thì đã có những cái kết quả xét nghiệm là bệnh nhân bị viêm gan B, viêm gan C, thậm chí đã có trường hợp bị nhiễm HIV, có nghĩa là anh em chúng tôi đã tiến hành cấp cứu và đã bị phơi nhiễm. Nắm rõ những nguyên tắc về an toàn lao động trong ngành y, nhưng đôi khi chấp nhận phải bỏ qua. Đó cũng là câu chuyện của bác sĩ Dương Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Động, chia sẻ với nhóm phóng viên. Vừa độ khoảng 5 giờ là taxi đưa sản phụ tới đây, thì vừa mới tới cái chỗ cửa khoa cấp cứu kia. Thì là các bác sĩ ơi, cứu em mới. Taxi mở ra là sản phụ là em bé đã thò đầu ra khỏi cái bộ phận sinh dục của mẹ rồi. Thế bây giờ là các bác sĩ chạy ra nơi là không có kịp quay trở về để lấy găng rồi là lấy khẩu trang hoặc gì nữa, và coi quên luôn cả những cái để bảo vệ cho mình. Nhảy luôn taxi để cùng đỡ để em bé ra, chứ không để một tí nữa là em bé tụt luôn xuống cái lề xe đấy là không được. Ngoài những nguy cơ hiển hiện như vậy, các y bác sĩ và nhân viên y tế làm việc trong môi trường luôn phải đối mặt với nguy cơ từ hai nguồn phải tiếp xúc hàng ngày nữa là các hóa chất và các thiết bị chẩn đoán, điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đây là một chiếc liều kế mà các kỹ thuật viên làm việc tại khu vực chụp X-quang luôn luôn phải đeo bên mình và sẽ thường xuyên được mang đi kiểm tra để đo xem là lượng tia bức xạ ảnh hưởng tới cơ thể ở mức độ như thế nào. Và đây cũng là một trong những khu vực mà các kỹ thuật viên làm việc tại đây sẽ luôn phải đối mặt với những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ tia bức xạ. Tia bức xạ tại khu vực chụp X-quang, môi trường hóa chất, nguy cơ phơi nhiễm từ các mẫu bệnh phẩm như máu, nước thải, đờm, phân của người bệnh, vân vân. Đó là những nguy cơ hàng ngày mà các y bác sĩ phải đối mặt, giữ an toàn cho mình và tránh cả những nguy cơ lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế là điều vô cùng quan trọng. Để làm được điều đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về an toàn lao động của mỗi cá nhân, đơn vị là điều vô cùng cần thiết. Trong cái môi trường bệnh viện ấy, nó là một cái môi trường làm việc có thể nói là độc hại và nguy hiểm. Thế thì để đảm bảo cái an toàn lao động cho người lao động, các cái cán bộ y tế làm việc trong bệnh viện, thì ngành y tế và bệnh viện đã có rất nhiều những cái quy định, những cái quy trình để mà bảo đảm cái an toàn lao động. Chủ yếu là cái ý thức tuân thủ của cán bộ và viên chức trong quá trình mình làm việc. Cái thứ hai đó là có cái sự kiểm tra định kỳ, thường xuyên và có những cái tiêu chuẩn nó cụ thể. Để nâng cao nhận thức về an toàn lao động trong ngành y thì các giải pháp tuyên truyền, các chương trình tập huấn và quan trọng hơn cả là ý thức chấp hành nghiêm quy trình an toàn lao động là điều cần thiết để các y bác sĩ không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cả những người xung quanh.